anh em ạ. Và lúc mới ra mắt của dòng 40, dòng 4000 ấy, thì chúng ta sẽ có đó chính là chiếc card 4090, cực kỳ mạnh nhưng cũng cực kỳ là đắt. Sau đấy thì Nvidia ra mắt đó chính là dòng 4080, nhưng mà có hai bản anh em ạ, 16GB và 12GB. Bản 12GB thì nó giảm mất 4GB RAM nhưng mà giảm tận 300 đô thì phải. Ôi trời ơi, thế này thì hợp lý quá. Hợp lý với những anh em nào chơi 2K, chơi Full HD mà vẫn muốn một hiệu năng cực kỳ là cao. Ôi trời ơi, cảm ơn Jensen, cảm ơn Jensen. Đấy là những điều gì mà CEO của Nvidia, Jensen, nghĩ rằng chúng ta sẽ nói. Nhưng mà không, ngược lại hoàn toàn. Ngoài việc giảm mất 4GB RAM, Nvidia còn giảm mất trên chiếc 4080 12GB là tận gần 2.000, hơn 2.000 CUDA core nữa, khiến cho chiếc 4080 12GB có số CUDA core chỉ bằng một nửa so với cả một chiếc 4090. Điều này thì đã khiến cho cộng đồng mạng dậy nảy lên, làm cho mọi người cực kỳ là khó chịu, khiến cho gọi là thế giới PC cực kỳ là đau đớn và nói chung là cảm thấy nhận thấy được cái sự tham lam vô cùng của Nvidia. Điều này thì đã làm thế nào? Sau đấy thì Nvidia đã ra một quyết định là cắt bỏ cái dòng 4080 12GB đi mà thay thế đó bằng 4070 Ti 12GB anh em ạ. Và đó chính là chiếc card nằm trên tay của mình đây. Bây giờ thì hãy cùng mình xem rằng chiếc card này là kèo thơm hay kèo thối nhá. Các bạn đã biết gì chưa? Hacom mở cửa xuyên Tết từ 21 tháng 1 tới 25 tháng 1, tức từ 30 Tết đến mùng 4 Tết âm lịch tại Hacom Đống Đa và Hacom Quận 7. Đặc biệt, Hacom còn có khuyến mãi giảm 10% toàn bộ các sản phẩm PC, laptop, gaming gear từ 2 triệu đồng. Hacom xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Thì chiếc card ở đây là chiếc 4070 Ti. Nó sẽ có 12GB RAM, dùng chip là AD107, tức là của dòng 70 đấy. Sẽ có khoảng tầm 7.500 hay 7.600 CUDA core ấy, tức là một nửa so với cả 4090. Cái đấy thì mình đã nói rồi. Mình sẽ so sánh trực tiếp nó với cả chiếc 4080 16GB RAM và chiếc 4090 cực kỳ là khủng bố của chúng ta nhá. Thì mình sẽ đều test ở trên độ phân giải là 4K và dùng những setting cao nhất. Đồng thời nếu mà những tựa game nào cho phép sử dụng DLSS thì mình cũng đều bật nó lên. Thì chúng ta sẽ có kết quả như sau. Với tựa game CSGO thì 4070 Ti đạt được là 353, trong khi 4080 và 4090 đều đạt được khoảng tầm 400 FPS. Trong Rainbow Six Siege thì 4070 Ti đạt được là 305, trong khi 4080 đạt được là 380, còn 4090 đạt được là 448 anh em ạ. Với những tựa game AAA thì mình có test rồi, chính là hai tựa game bao gồm Cyberpunk và cả Shadow Tomb Raider nữa. 4070 Ti thì đạt được là 93 FPS ở Cyberpunk, 4080 thì đạt được là 115, còn 4090 thì đạt được là 134 anh em nhá. Với Shadow Tomb Raider thì 4070 Ti đạt được là 134 FPS, 4080 thì đạt là 171, còn 4090 cao hơn hẳn là 202. Có thể thấy thì cái sự chênh lệch giữa những cái card này cũng khá là nhiều đấy. Với cả chiếc 4080 thì là khoảng tầm 128-122% gì đấy, tức là chênh lệch khoảng tầm 20-30%. Còn 4090 thì chênh lệch khoảng tầm từ gần 40-50% tùy vào các tựa game anh em nhé. Thế nhưng với làm việc thì sao? Theo như mình thấy thì giữa những chiếc card này, hiệu năng làm việc nó không khác nhiều lắm đâu. Chỉ khoảng cách chênh lệch khoảng tầm 50 tới 50 mấy điểm thôi, không nhiều. Mình đang test ở đây là Adobe, Photoshop và cả Premiere Pro nữa. Như anh có thể thấy đấy, cái lượng kết quả của chúng ta, những cái kết quả của chúng ta giữa 4070 Ti, 4080 và 4090 đều không cách nhau quá là nhiều. Thế nên là nếu mà anh em muốn làm việc ý, thì có lẽ rằng 4070 Ti là một lựa chọn khá là ok đấy. Nhưng khi mà xét về cái giá tiền ấy thì chúng ta có thể thấy là 4070 Ti mức giá khởi điểm của nó là 29.600, 4080 thì mức giá cao hơn hẳn lên đấy là khoảng tầm 30 mấy triệu gì đấy, còn 4090 thì mức giá minimum của nó là 49.990.000. Thế thì lúc này mới thấy rằng là uầy, 4070 Ti tính ra là cũng ngon phết đấy nhở, cũng là kèo thơm đấy. Nhưng mà xét lại cho cùng thì nó chỉ là kèo thơm trong đống kèo thối thôi, đúng không? Bây giờ thử so sánh với cả dòng 30 đi. Nếu mà trong marketing ý, thì 4070 Ti được so sánh, được bảo là hiệu năng gấp 3 lần so với cả 3090 Ti. Nhưng đấy chỉ là trò được lừa của DLSS 3.0 thôi. Nếu mà thực sự ý, thì nó chỉ cao hơn 3090 Ti khoảng tầm một chút thôi, không quá là nhiều, không có sự vượt bậc gì hơn hẳn so với cả 3090 Ti cả. Đến đây thì nhớ anh em bảo là ui, thế này thì là Nvidia chiến thắng hoàn toàn rồi đúng không? Một chiếc 70 của đời này cao hơn so với cả chiếc 90 của đời kia thì quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà xét lại thì hiệu năng nó bằng nhau, nhưng mức giá nó cũng bằng nhau. Anh em phải biết rằng ấy, Hacom chúng mình vẫn bán những chiếc 3090 Ti mới toành với mức giá ngang bằng với cả 4070 Ti. Thế thì tại sao lại phải mua 4070 Ti nhỉ?
Mà lúc này mình còn chưa nói tới giá cũ nhá. Giá cũ của 3090 và 3090 Ti đều thấp hơn rất rất là nhiều so với cả mức giá mới. Điều này thì khiến cho 4070 Ti thành một cái kèo thối hơn rất là nhiều. Mà kể cả ấy, nếu bây giờ mình là một người dùng đang tìm mua chiếc card mới 3090 Ti và 4070 Ti thì mình chắc chắn là sẽ chọn chiếc 3090 Ti rồi. Tại sao? Mặc dù là nó nóng hơn, mặc dù nó tốn nhiều điện hơn, nhưng nó dùng 3 đầu 8 pin. Đa số những chiếc card custom như này dùng 3 đầu 8 pin, khiến cho mình có thể dễ dàng cắm được ở mọi chiếc máy tính. Anh em phải hiểu rằng hôm trước chúng mình livestream với anh Đạt ấy, thì mình không dám đóng cái kính vào, bởi vì là chiếc 4070 Ti ấy, cái dây mà đây, cái dây 12 pin của nó, cái dây dở hơi của nó này, nó nếu mà đóng vào thì nó sẽ cong kinh khủng khiếp luôn và có khả năng gây cháy nổ. Thế nên là mình cực kỳ là ngại ngùng. Mặc dù mình dùng một chiếc vỏ cây siêu to khổng lồ là O11 Dynamic XL anh em nhá, mà vẫn gặp những trường hợp đấy, thì thử hỏi xem nếu mà anh em dùng những chiếc card bình thường, dùng những chiếc vỏ cây bình thường thì sẽ như thế nào. Đấy, đó là lý do tại sao mà nếu mà mình có mua mới thì mình vẫn chọn những đời 30. Mà cuối cùng nó là như vậy đúng không? Những chiếc card mới, 40 mới, hiệu năng thì cao, giá cũng cao, nhưng mà chả ai quan tâm cả, bởi vì đa số mọi người chỉ cần dùng đến 3070 Ti, 3060, 3060 Ti là quá đủ rồi. Đa số mọi người vẫn chỉ dùng có 2K Full HD thôi, chứ chưa ai dùng đến 4K hay 4K rộng hay là 4K 240 hả cả. Điều đó khiến cho chiếc 40 trở nên là một cái gì đó nó không đáng mua một chút nào cả. Đây có thể nói là cái sự làm gọi là, có thể nói là cái điều mà mình thất vọng về Nvidia. Nvidia đã làm cho mình cảm thấy rằng là họ là một công ty, họ một công ty tư bản. Họ khiến cho những người dùng tiêu hết tiền. Họ có như kiểu cái châm ngôn của họ là khách hàng, tao không cần khách hàng mà khách hàng cần tao đấy. Thế nên là họ đặt cho mình một cái vị trí rất là đau đớn, là những chiếc card cực kỳ là đắt tiền, hiệu năng cũng cao đấy nhưng cực kỳ là đắt tiền, với những cái quyết định cực kỳ là buồn cười như nữa là dây 12 pin này, vân vân và vân vân. Điều này cũng khiến cho mình cảm thấy đau lòng đi nữa, bởi vì mình cũng tự hứa với bản thân rằng là đời 40 mình sẽ mua một chiếc 4090, nhưng có vẻ như là càng lúc thì đời 90 hay đời 80 hay đời 70 đều đắt hơn, mà mức hiệu năng trên giá tiền của nó càng không tốt. Thế nếu mà anh em muốn mua ấy thì mình vẫn sẽ để đường link dưới mô tả những chiếc 4090, những chiếc 4080, 4070 Ti. Nhưng mà thực sự bản thân mình ấy thì mình vẫn khuyên anh em nên mua những chiếc như là 3070 Ti hoặc 3060 hơn, bởi vì những chiếc đấy đem lại giá trị hiệu năng cao hơn rất nhiều so với cả một chiếc card nhìn trông đẹp đẽ nhưng thực ra thì trong lõi của nó không ngon một chút nào. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn ấy, nếu mà anh em cảm thấy rằng những luồng suy nghĩ tức giận của mình về Nvidia hay cả AMD đi, AMD dạo này làm thất vọng lắm, thì anh em hãy bấm like và subscribe nhá. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và cảm ơn anh em tại video sau.